Hàng bán hàng nghìn luôn, anh ướm thử luôn, một phát vừa luôn. Lấy gì anh? Cái gương nồi dán là gương con đấy. Em có, mấy đôi anh? Một đôi. Ok anh. Nhiều chưa? Chuẩn rồi anh ơi. Không, là hai cái. Cầm giúp em với 80 rồi ạ. 80 rồi anh ạ. Vậy xoay tròn anh ạ, xoay tròn được. Thế có mỗi cái này rồi anh ạ. Lồi nhất rồi. Mà đây là gương luôn, đây không phải là tráng gương đâu. Đây, đang dựng cảnh bán cho anh trai ra. Dạ? Con này đời mới mà anh, hàng mới ra mà, chuẩn nhất luôn. Kéo tay anh dán được không? Dạ. Kéo tay anh dán cho em. Được, anh lùi lại cho em tí, thằng mai xong rồi anh lùi. Đây anh ra em tí thôi. Đây, xong anh lùi lại cho em tí. Sau khi các bạn dán chi lô xong rồi, các bạn bóc cái lớp băng dính ra nhìn nó đẹp các bạn nhá. Đấy, nó có cái lớp băng dính phủ trên, các bạn bóc ra các bạn nhá. Đó, anh bóc thoải mái luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đó, anh em bóc bao nhiêu nhìn cho đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái băng dính trắng này các bạn này. Đấy, các bạn bóc bao nhìn cho đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, mỗi một bộ che mưa thì nó sẽ có hai chữ Hilo. Thì anh em chỉ việc bóc ra và để nhà cho đẹp các bạn nhá. Đấy, tí mình sẽ gì nó cái chỗ này nó đang bị khuyết. Rồi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình đang chuẩn tận cảnh các bạn nhá, livestream trực tiếp cho các bạn xem dán cái vè che mưa của Hilo Euro 4 đời 2021. Đấy, đây là bộ vè che mưa các bạn, nhựa trong nhá các bạn nhá. Nhựa trong, bên trong nó là băng dính hai mặt, anh em chỉ việc bóc ra và dán vào thôi các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy, đây các bạn nhá. Đây, đây các bạn ơi. Vè che mưa nhựa trong là các bạn này. Đó các bạn thấy không? Hàng này nó là hàng mới ra các bạn nhá. Nắp vừa khít luôn, Hilo Euro 4 2020. Đây các bạn sẽ xem trực tiếp mình dán bằng gì hai mặt nhá. Mỗi bộ che mưa thì nó sẽ có hai cái chữ Hilo này. Anh em bóc ra và dán vào thôi. Các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn này các bạn này. Đó các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn. Ok cho anh em. Đấy, được rồi nhá. Đây là form này. Còn đây là chiếc Hilo đời mới nhất của anh trai. Con này là bao tấn anh nhỉ? 8 tấn. 8 tấn các bạn nhá. Hilo 8 tấn. Đây các bạn nhìn này. Mình sẽ nhờ anh trai tầm mấy phút quay cho các bạn xem nhá. Đây, các bạn biết là dòng xe Hino này là toàn bộ xe Hino 2020 mới đét luôn các bạn này. Đây các bạn nha, xe mới đét luôn. 2021. Đấy, toàn bộ dòng này là nó chưa có vè che mưa. Thì cái vè che mưa này của nhà mình ấy thì nó sẽ dán trực tiếp vào cái răng đen đen ở dưới cửa này các bạn này. Đấy, sau đây mình sẽ dán cho các bạn xem nhá. Các bạn theo dõi nhá. Đó, rất đơn giản luôn. Ok, em sẽ dán cho anh trai xem. Đấy. Trước khi dán thì mình nói qua một chút về cái che mưa này. Che mưa này là sản xuất từ Trung Quốc các bạn nhá. Nó là sản xuất từ Trung Quốc. Đấy, form kiểu dáng nó làm giống hệt xịn luôn, là giống hệt xe zin luôn, giống hệt zin của bên bên Nhật Bản luôn. Đây, bên trong của nó băng dính hai mặt các bạn này. Anh em chỉ việc bóc băng dính ra và dán vào thôi, không cần phải chế cháo gì nhá, không cần phải khoan đục đéo gì cả. Đó, nhựa trong màu màu kiểu như là màu đục các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, mình quay xa cho các bạn xem này. Đó các bạn thấy không? Che mưa. Rất là hay luôn. Đây và các bạn theo dõi mình nhá để mình sẽ các bạn nhá, sau khi là mình dán xong các bạn chỉ đặt vào dán vào thôi, không phải chế cháo gì cả. Thì nó sẽ như này các bạn nhá. Đây các bạn này. Hôm nay thì mình sẽ phân tích cho các bạn biết tại sao là cái nhựa trong này nó hay là nhựa đen. Các bạn nhìn nhá, các bạn biết không? Đấy tại sao? Đây mình chèo lên nhiều xe bác tải một tí lên cabin này. Đây đồ đạc bác vấn đề trên cabin nhá. Đây các bạn này. Các bạn nhìn cho mình nhá. Khi các bạn dán vào trong cabin ấy thì cái nhựa trong thì các bạn sẽ nhìn được cái gương này này các bạn này. Cái gương này các bạn vẫn nhìn xuyên qua được. Đấy, anh em nào mà không thích em bóc cái chữ Hilo ra. Bóc cái chữ Hilo ra các bạn vẫn nhìn được cái gương cửa này. Còn nếu mà anh em dán nhựa đen ấy thì các bạn gần như là bình dung là các bạn che bị nhảy này. Các bạn sẽ khó nhìn gương cửa. Nhưng mà anh em dán nhựa trong anh em vẫn nhìn được các bạn nhá. Vẫn nhìn xuyên qua đây được. Đấy các bạn thấy không? Rất hay luôn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn vẫn nhìn xuyên qua đây được này. Anh em ngồi cabin vẫn nhìn xuyên qua đây bình thường luôn các bạn nhá. Các bạn thấy không? Đây còn đây là dán xong, khi dán xong các bạn nhìn này, không bị hở một tí nào luôn nhá. Không bị hở một tí nào luôn các bạn này. Đó các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó trong veo luôn thì các bạn có thể vẫn nhìn được cái gương này. Các bạn mà để đen xì là không nhìn thấy, nên mình khuyên anh em là lên mua nhựa trong nhá để dán cho dòng xe Hilo đời mới. Đấy hoặc là đời ra gương cánh cửa. Ok cho anh em. Giờ mình sẽ dán tiếp bên lái cho các bạn xem nhá. Đó các bạn thấy không? Mình sẽ dán tiếp bên lái cho các bạn xem. Dán tiếp bên lái chú ơi. Dán nó bóc bên lái đi. Anh đau chưa anh? Đau chưa? Ok, dán luôn đi chung anh. Đấy, bây giờ mình phải dán tiếp bên lái cho các bạn xem nhá. Đấy, vào trong. Hạ kính xuống ngồi lên trên cho chú.
Đấy, chúng ta thì sẽ dán đúng hết bên phụ thôi. Đấy, bác Tài sẽ căn hộ em ở dưới nhá. Anh ơi, gương bé nó rẻ mà, 300 nghìn một cái anh ạ. Gương bé xịn 300 nghìn một cái. Đây, anh trai chỉ vỡ gương bé đây các bạn ạ. Dán vào rong đen đúng không ạ, dán vào rong đen. Đấy các bạn nhá, các bạn dán thật vào cái rong đen này các bạn này. Đó, cái rong đen ở chỗ cửa này các bạn này. Các bạn dán trực tiếp vào cái rong đen này luôn, không cần phải lới chân gương ra như cái đời trước nữa. Và cái nhựa trong này các bạn có thể nhìn quan sát qua cái kính chiếu hậu rất là hay luôn. À, kính cửa rất là hay luôn các bạn nhá. Đó, bên trong của nó bóc bằng dính hai mặt thôi, các bạn bóc ra như này các bạn nhé. Ok chưa các bạn, đấy bây giờ đặt nhá, anh chạy căn cho cháu em phát. Đấy, sẽ có một người căn ở dưới để làm sao nó vào đúng cái mép rong đen này các bạn này. Đó, các bạn thấy không, mình đang live trực tiếp cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn thấy không, các bạn thấy tuyệt vời không, đấy là xong rồi. Rất đơn giản các bạn nhé, không cần chế cháo và cũng không cần bắt ốc hay là gì cả, chưa đầy 5 phút xong. Thế là mình quay và mình phân tích các bạn nhé, bắt đầu ngoài chưa đầy mấy phút là các bạn xong. Đây, đấy là xong các bạn nhé, đây Hilo này các bạn này. Hilo 2021 Euro 4, đó các bạn thấy không. Thế là xong các bạn nhé, đấy các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn này. Đấy, đóng cửa thoải mái luôn, không vấn đề gì luôn. Đấy các bạn đóng cửa thoải mái, không vấn đề gì các bạn nhé. Okay, các bạn. Đó, ok nha anh em nhá, bây giờ anh em ủng hộ mình nhá. Hilo rồi Isuzu tất cả đều có hết các bạn nhá. Em cảm ơn anh nhá, có gì qua ủng hộ em. Anh ơi gương bé rẻ mà. Vâng, gương bé rẻ lắm. Gương bé 300 xịn luôn. Xịn sò đúng theo xe luôn. Em gửi anh này, em cảm ơn anh nhiều nhá, thank you anh. Cảm ơn anh trai nhá, cảm ơn anh trai đã tạo điều kiện cho mình làm cái video cho mọi người xem. Cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Có gì anh em ủng hộ mình nhá, theo đúng số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Thank you mọi người rất nhiều.